Chào cả nhà đã đến với kênh Nguyễn Văn Phục 1990 Vlog cả nhà nhé. Nhanh nè. Cái hộp dịch cái dài rồi đó. Sáng em lọc có 10 luộc 10 trứng hộp dịch cái lọc ha. Giữa 2 trứng còn 8 trứng. Cái giữa hả? Giữa. Giữa bể luôn vậy. Giữa còn nữa. Lòng đeo quá. Hộp dịch giờ mua cả nhà nó đi giữa nhiều hơn là không giữa. Quá trơn. Ai đặt nước lên. Nãy thấy nhiều quá, nhiều nước rồi, ít nước rồi. Bánh này bánh giò chứ bánh canh gì. Bánh bột giò. Cái làm gì sao mà ra ghét. Sáng em thấy cái bùng cái chùm bông này đẹp quá cả nhà. Quay cả nhà xem. Con chùm nè. Chùm này nó ra nhiều mà đẹp. Để món này ta kêu món gì vậy em? Bánh canh. Ôi, ngon. Nóng quá. Bánh này bánh giò chứ bánh canh gì? Bột giò. Cái làm gì sao mà ra ra. Bánh canh sao so ngon rồi nha ha. Nãy giờ em quay bây giờ nấu củi này nó khói quá nó nóng nó lù bù em quay sơ sơ thôi. À, chảo luôn. Này củ cây đỏ. À, với thịt bằm. Thịt heo bằm ở nha ha. Nấu củi có cái lúc nó lọt á. Tôi có 8 cái trứng ha. À, 8 cái trứng này vô luôn. Chị 8 trứng chịt vô. Rồi bánh canh siêu to. Wow, cái nồi luôn. Hành cả nhà ha. Rồi hành vô luôn. Chèn ngon luôn. Chảo luôn. Rồi chắc múc ra chứ đâu có lấy đường đâu mà chắc. Thôi tới đây cả nhà ha. Em vô em dọn ra mời cả nhà ăn bánh canh. Đi giờ chồng em luôn. Bữa nay chủ nhật rồi về với nhà.
Chỗ cái tiêu qua nhà ha. Cái chi tiêu vô cho nó thơm. Ai đặt nước rồi nè, nãy thấy nhiều quá, nhiều nước rồi, ít nước rồi. Mấy canh ở nhà ấy? Cái nhà, mà cái nhà mấy canh nha chồng em nha. Hôm nay chủ nhật rồi cả nhà ơi. Đi nước trà cả nhà, cho thấm giọng rồi. Ồ, nồi bánh canh siêu to ha. Ai vợ chồng? Tại quá. Để quay quay ăn vậy chứ mượn chảo quen lát hay múc rồi cho bà mẹ em mới nữa thế nhờ ăn với tụi nhỏ em mới sáng đi đặng ăn cơm đặng em quay thì quay cho bự cho hấp dẫn vô. Mời cả nhà ha, mời cả nhà ăn bánh canh cùng vợ chồng em luôn. Bánh canh nhà làm đi, nó thì mình làm bột rồi nó không được đẹp rồi cả nhà, nhưng mà ăn ngon là được ha. Em xe bột nó không đẹp, nhưng người sắt mà sao em sắt được, sắt nó bị chảy bột á. Người ta có bỏ cái gì vô chổng cái gì. Nóng. Nóng. Mới ra lò. Cái này nhát xuống ăn liền luôn nó ngon. Sáng thịt heo là các em sắc hạt lựu à, chứ không có bằm. Mình ăn mình trúng miếng thịt này ngon. Lần sáng vô củi á. Vô củi cái bà xã em dò dò cái nè. Cái này nóng củi rồi nó cháy nóng lắm, táp lắm. Em quay sơ sơ những đoạn. Mày nắng quá cả nhà, nóng ngoài còn nóng vô lửa. Thành ra em không có quay cái đoạn đó, mình cái đoạn mình làm không có quay lâu, mình chỉ quay sơ sơ thôi. Tại vì vô củi á, lửa nó nóng mà khói bay mù mịt luôn á. Cái bộ hấp cái nước ấm à. Theo mình cảm nhận đúng không? Cái này mình chắc gừng bỏ vô. Có mùi gừng hả? Ờ, có mùi gừng thơm lắm. Tưởng tượng nha. Cái này bỏ vô gừng chắc thơm mới ấm như lắm mà. Cái vị nước của mình nó thơm lắm. Có một vịt nữa, ăn vịt đi. Ừ, nóng quá. Nhanh nè. Cái học dịch cái dài rồi đó. Sáng em lọc có 10 luộc 10 trứng hồng dịch cái lọc ha. Giữa 2 trứng còn 8 trứng. Cái giữa hả? Giữa. Giữa bể luôn vậy. Giữa còn nữa. Lòng leo quá. Hồng dịch giờ mua cả nhà nó đi giữa nhiều hơn là ăn giữa. Quá trơn rồi. Chúng cái hột tiêu.
dài dài. Sốc cái nước á, sốc nước em á, nó mắm bụng á. Sáng giờ chồng chưa em chưa ăn cơm cả nhà. Em chín mấy vậy? Làm cháo này rồi ăn luôn à? Khỏi nấu cơm luôn. Nó có cọng dài cọng ngắn nè cả nhà. Buồn éo éo mà. Thì giờ em dò đại xuống á. Nói chung mình nấu thì cũng không có công thức gì, mình nấu đại á cũng ngon. Nấu đại ăn nhà đó, ở nhà xem cho vui ha. Cô bác anh chị nào mình biết mình cách làm bột á. Bột này mà góp ý với vợ chồng em cái lần sau nấu cho đẹp chứ. Thường thường ở nhà này chỉ biết nấu cái gì rồi nè. Cái đầu dò dò xuống vậy là cộng dài cộng ngắn tha hồ và rớt rồi. Mời cả nhà chén thứ hai luôn ha. Chén này nhìn cộng cũng dài đó cả nhà đó. Em xe em xe cái cộng nào nó rớt xuống cái này nó cục mà nó không rớt nó dài xuống luôn chứ. Trứng cái này chắc bỏ trứng cút chắc đẹp ha, trứng cút đẹp hơn trứng, trứng này bự quá. Ngon. Ngon béo. Cái nước này, cái nước nó lạnh lạnh ngon, nó chà chà giống mình hấp cái chén sắp vậy. Ngon. Nghe là hấp cái nước có thích hơn, cũng còn ngon hơn nữa. No, hai chén. Bột còn dài dài. Dài. Nhớ đợt đó em làm như bột năng phải không? Có bột gạo nữa. Không có đợt làm em làm bánh lọt á. Bánh lọt là bột có năng với bột gạo. Mà cái cọng nó đều, nó dài. Mà lúc đó em dò bỏ vô không bây giờ. Còn nhớ công thức đây. Mà này sẽ bị đứt thôi. Đó em dò gì mà nó ngon, dai hơn này nữa nè. Dai hơn sao? Ừ. Không, nó bị đứt thôi chứ cả nhà nó cũng vậy, nó cũng được, cái này nữa thôi. Ừ. Ý nó làm nó gọn hơn cái này á. Ừ. Nó đều cái cộng giống y chang cho bánh lọt mình trao trang luôn á. Không, mình làm đợt đó tới nay cũng có năm rồi. Dạ, mình cũng quên, tới nhà sao mà lần ở trên, anh thấy trên YouTube nó chỉ là
đổ nước sôi vô mà lấy trùng á, nhà mà em lấy trùng em sắc không được, sao trong đó nó sắc được không biết. Nãy lấy trùng rồi nó cũng chảy rồi, nó đâu được khô đâu, ở trong đó là sao đỡ đâu, nó nằm đó luôn rồi, nó sắc rồi bỏ vô rồi em làm được tụm xe luôn, da sắc nó đều văng à, nó sắc thì dài mà đều nữa, không biết có bỏ gì vô sao người ta làm, ta chỉ thấy gì mà làm được. Em có lấy nước nóng để trùng, được quá. Hồng trình này có dôi à? Con hồng một à? Cái mùi nó bùi. Con này bơi cho quậy ta. Ăn nữa không? Ngán không? Cũng ngán. Nó lạnh luôn rồi nè. Lạnh. Nó màu hả biết rồi? Ngồi đổ nước nóng vô lại. Chút thiếu là nó cũng... Em tính đâu nó không lạnh mà nó lạnh. Mà cái nước cực kỳ ngon. Hồi bỏ nước nghiêm lại. Đổ nước vô miếng nước. Nó lạnh quá nó ngon. Ít nước của nó ngon. Bỏ vô nó lạc không? Mình đi miếng đồ ăn vô, mua đi vô miếng vậy đó. Cho miếng nước mắm. Ừ. Muỗng cà phê nước mắm rồi. Nóng đường, bột ngọt, gì cái miếng gì đó. Cái lợi nó có gì mà hồi với cái nhà. Cái nhà nó bị củi nhiều, có nó thấm khói nó hỏng. Hôm bữa nay để hôm nào à, để hôm nào rảnh em mới dạy em nấu trà cho nước ở nhà. Cả nhà ủng hộ không? Nhà ủng hộ cả nhà bình luận nhà em nấu nấu trà cho nước mà mua phải lăng kiếm phải lăng tím rồi đó. Còn không thì mình lấy lá cẩm với lá dứa mình làm hai màu ha, ba màu đi, màu màu trắng, màu xanh lá dứa với màu tím lá cẩm. Vợ chồng em làm bữa ha, mời cả nhà luôn làm trà cho nước ngon á. Là một cảo ngồi luôn. Ở nhà thích không? Ở nhà thích bình luận nghe, vợ chồng em có động lực á. Biết không? Lúc mày ăn uống á. Ăn uống thì cá mắm em không có, mà có không quay cá hoài. Mà điều kiện mình mua cái món ngon á thì không có cả nhà. Nhưng mà cái gì dễ làm á, cái gì dễ làm đơn sơ thì vợ chồng em làm được. À, thích hấp cái nước ra hoài luôn à. Hấp cái ấm mà tử luôn á. Dạ đâu, dạ đây đâu. Cái phần củ cải nãy em chắc hơi to cả nhà ha. Củ cải này mình chắc thật lụ luôn á, chắc đẹp lắm. Hơi bự. Củ cải này chắc thật lụ nó vừa y luôn. Tại sáng gấp quá rồi. Em đi vuông á, em đi vuông mà dò ba cái lú cái vợ em làm sẵn rồi. Em không có giới thiệu luôn. Vô quay lúc thấy gì thôi vậy ăn luôn. Còn ngon hết, còn ăn được nữa. Ăn đi. À, dừng đi hả cả nhà ha. Biết chưa? Để cho mẹ em hút cho mẹ em để ăn cháo nóng. Để hồi ngủ hết ngon. Em quay ăn tiếp thôi. Này, clip tới đây chắc cũng dài á. Nhiều bữa nay em quay chắc cũng cả mười mấy phút rồi đó. Tại mỗi bữa em có bào cảnh này cảnh kia đồ vô á. Thành ra nó dài một chút. Bữa nay không có quay cảnh này cảnh kia đâu nha.
Rồi bà xã em nêm lại, cho thêm nước nóng vô cái vỏ ấy vô cái cho nó nóng lại, nước sôi nấu sẵn á, nêm cho nó ngon cái nha. Nó hơi đặc. Nó hơi đặc. Hồi nãy thì nó được cái ngon. Ngon lên này kìa. Đó là nước không ngon cái mình nêm lại cho nó ngon, mình múc đi liền. Nước đó, cho nước vô nêm lại cho ngon rồi múc bị nó đặc nước quá nó không ngon. Nhà mẹ em thì thích ăn có nước á, húp ăn ngon lắm, thấm lắm. Oh. Ngon cả nhà ha. Nêm lại thì bình thường đó. Nêm lại bình thường thôi à. Ngon vừa ý luôn. À hồi nãy lúc đầu á lúc nấu mà quên bỏ nước mắm mà giờ bỏ vô thấy thơm quá nè. Nãy có bỏ nước mắm. Dạ. Vì đắt ra lúc đó em đi du không biết kìa. Giờ em có nên nước mắm mà chắc cái giờ mình bỏ sớm á, mình ăn ấy, bây giờ nó không nghe thơm mà giờ bỏ vô nghe thơm quá chàng luôn. Muốn ăn nữa. Cái dưa đó. Cái này muốn ăn nữa mà kéo thời gian lâu lắm. Tại vì cái bụng em nó yếu, em ăn cái mấy này em nhai cho kỹ chứ mới được bột nó dài dài á. Em ăn nhai kỹ cả nhà. Ra ăn lẹ quá cũng không tốt. Quay cả nhà ủng hộ nha. Cái hôm bữa nào vợ chồng em rảnh cái làm món chè chua nước cả nhà ha. Quay vợ chồng em quay em mời cả nhà luôn. Và cả nhà thích cả nhà bình luận ơi. Mình nấu chè chua nước bữa nào làm liền luôn. Thứ bảy tới cũng được nè. Thôi. Hẹn cả nhà mình video sau luôn nha. Em cảm ơn cả nhà đã theo dõi video vợ chồng em là ăn uống nấu nướng này kia rồi bình luận rồi. Xem ủng hộ vợ chồng em cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn ha. Cả nhà thấy cái video này nếu thích thì cả nhà sẽ tặng một đăng ký, một like, một lượt chia sẻ luôn. Để em vợ chồng em có động lực làm nhiều video nữa cả nhà. Cả nhà thích đoạn nào cả nhà cứ gì tua. Trên video cả nhà tua đoạn đó đây. Cả nhà thích thì tua ha. Mình xả đoạn nào mình thích xem đoạn nào cả nhà xem dùm 5-7 phút là cảm ơn cả nhà luôn. Đoạn nào thích, đoạn nào mình vô mình coi hoài á. Nếu mình không có thời gian á thì mình coi vậy cả nhà ha. Rồi, bye bye cả nhà luôn. Hẹn cả nhà video sau luôn nha.